Chào tất cả anh em đến kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình làm một cái clip để giúp anh em phân biệt giữa dàn áo quay thái mới và dàn áo quay thái theo xe với cái dàn áo quay alpha nha. Tại mạnh trước kia mình cũng đã làm một cái clip để giúp anh em phân biệt dàn áo quay thái theo xe, dàn áo quay ZX và dàn áo quay alpha. Thì có nhiều thì cái điểm khác của dàn áo quay thái theo xe là chỗ này nè. Đó, anh em dòm như chỗ này nè là anh em biết. Thì anh em mà muốn biết cụ thể hơn anh em coi lại cái clip đó giùm mình nha. Kiếm cái clip đó lại coi, chắc cũng năm mấy hai năm rồi. Thì cũng nhiều anh em coi được cái clip đó mà không hiểu được ý của mình. Mình nói là cái đó chỉ để phân biệt dàn áo theo xe thôi, còn dàn áo quay mới, quay thái mới mình không biết. Tại lúc đó nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái chuyện làm ăn của những anh em mà người ta buôn bán đồ mới đó, nên mình không dám nói. Nhưng mà như vậy thì có lại có nhiều người người ta lại, nói chung là bên khách hàng cũng vậy mà bên mua cũng vậy, có những khách hàng người ta không hiểu thì người ta lại chấp cái bên bán là bán đồ mà lai tạo thành lưa. Còn có nhiều người á, người ta lợi dụng vào cái chỗ đó để người ta kiếm lợi, người ta lợi dụng cái chỗ mà khách hàng không biết á, người ta kiếm lợi. Rồi bỏ qua chuyện đó đi, anh em mà muốn biết cụ thể thì anh em xem lại cái clip đó giùm mạnh. Còn hôm nay mạnh giúp anh em phân biệt luôn, để có nhiều anh em mua cái dàn áo về á, mà nói là nữa điện cho mạnh nói là mua cái chỗ khác nha, mua dàn áo mới nha, tại mình không bán dàn áo mới. Thì lại điện cho mạnh nói là mua mà gặp lầm, bị mấy người bán người ta dụ, là nói là nửa con trước thì cũng quay thái mà nửa con xong quay sau quay theo xe nó quay pha. Nhưng mà mạnh dòm á, mạnh coi á thì không, anh em nửa con quay sau á vẫn là của quay thái luôn. Thì hôm nay để giúp anh em phân biệt, tại bây giờ đồ quay thái mới nửa con sau á, cái chỗ cầm này nè nó y chang như cái đồ của quay pha, nó không có khác gì luôn, nó khác nhau duy nhất thôi anh em. Nó khác nhau duy nhất á là đồ của quay thái chỗ này nó có dán một cái miếng băng keo để nó cầm, để nó sơn cái ốp này, sơn nữa sao nha. Thì khi mà nó sơn xong nó gỡ miếng băng keo ra thì cái chỗ băng keo đó nó sẽ không có sơn và anh em có thể nhìn được cái nhựa ở trong. Thì cái nhựa của quay thái là nhựa xám, mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhựa quay thái là nhựa xám, còn nhựa quay alpha là nhựa trắng. Cái đó là cách để anh em mua phân biệt giữa dàn áo quay thái và dàn áo quay alpha mới, ok chưa. Còn dàn áo quay thái mà theo xe, anh em mà có đi mua đồ cũ anh em cầm theo một miếng giấy dán như thế này nè, hoặc là một cái dao, anh em xin phép người ta để đồ cũ mà anh em lặt vô mặt trong này, anh em xin phép người ta cho mình cạo ở đây. Mình có chà nè, mình có chà rồi nè, anh em coi nè, nó lòi lên là nhựa xám nha, còn nhựa quen pha nè, đây trắng tinh nè anh em, một cái xám một cái trắng nè, nó khác nhau trời vực nè, đó cái xám một cái trắng nè. Đó là để cách anh em phân biệt giữa dàn áo quay thái theo xe đó. Anh em cứ việc cạo vô đi, nhựa xám thì anh em lượm về thôi, còn nhựa trắng thì anh em trả cho người ta rồi, ok chưa. Còn cái chỗ này thì bây giờ thành chỗ đó, chỗ này là chỉ duy nhất dàn áo quay thái theo xe nó mới bo như thế này nha, đó nó mới bo như thế này thôi. Rồi xong nữa còn sao nha, cách giúp cách anh em phân biệt giữa dàn áo quay thái mới, quay thái theo xe và quay alpha. Rồi tiếp tục cái bẩn trong nè, bẩn trong quay thái mới thì bữa quay thái theo xe thì em biết rồi, nó có cái này, nó có cái này. Còn phân biệt còn bẩn xong quay thái mà mới á, nó đâu có miếng cao su đâu anh em, thì anh em phân biệt bằng cách nào? Đây nè anh em, dòm hai cái lỗ này nè, lỗ quay thái chà bá lửa nè, lỗ quay alpha nhỏ xíu nè. Đây hàng của quay thái nó có chữ KMLF nè, hàng quay alpha không có nè đó. Còn nhiều ông á nói là đồ quay alpha nó sẽ không có những cái móc này ra để gắn cái khô bò, thì xin lỗi anh em luôn, đồ quay alpha, đồ theo xe, đồ mới gì nó cũng có những cái này. Và có nhiều ông lái á, ông lợi dụng những cái này nè, ông nói là đồ quay alpha không có nên ông lợi dụng, ông lấy cái bẩn quay alpha ông bán cho anh em. Nói nhiều anh em không biết, đi mua bệnh bại là chết. Đồ quay alpha có nha, có những cái món này nha, chỉ duy nhất một thằng quay thái 100, cái bẩn trong của quay thái 100 nó mới không có những cái bóng đưa lên như thế này thôi. Và cái mã nó nằm ở chỗ này, mã của quay thái 100 nó nằm chỗ này nè. Rồi ok, là xong phân biệt cho anh em bẩn trong bẩn ngoài nha. Anh em dòm đây, đây là cái bẩn quay alpha theo xe tháng 7, sản xuất tháng 7 202, là cái này theo xe nè anh em. Rồi coi bát móc nè, còn cực kỳ đẹp nha. Còn nhiều cái quay thái nó không được đẹp như thế này đâu.
bắt bắt như thế này là trong mạnh, giúp anh em phân biệt xong là nửa con dao của quay thái, bửng trong của quay thái, và bây giờ là tới lượt bửng ngoài nha. Để mất công nhiều người á, người ta lấy cái bửng ngoài của quay M3 theo xe, người ta móc cái lỗ đó người ta bán cho anh em là bửng quay thái thì lại chết. Đây lại có nhiều anh em nói là cái đồ quay M3 nó không có cái lỗ này nữa, nó không phải là không có lỗ mà nó không có cái đưa xuống cái chỗ này nè. Đó có nha anh em, đồ quay M3 là có nha. Đó thì lợi dụng cái lỗ này á, thì nhiều ông mà bán đồ á lại phét phét cái lỗ này đi, phét xuống để thành như thế này để bán cho anh em đồ quay thái thì lại chết nữa. Thì xin thưa anh em luôn, cách để giúp anh em phân biệt luôn ha. Chứ bây giờ mình không nói ra, mình lấy cái đồ mình khoan xuống như này, các bạn nếu mà cái miếng này màu khác thì không phải là màu xanh mực đi. Đó, mình khoan xuống như này đố anh em biết được là dạng áo quay M3, cái bẩn quay M3 với bẩn quay thái. Thì hôm nay mình chỉ luôn theo cái hướng anh em ngồi á, đây mình lấy hai cái bẩn nè, hai cái bẩn bên phía tay phải nè, theo cái hướng anh em ngồi nha, hai bẩn bên phía tay phải nè. Đó thì đây anh em dòm đi, dạng áo quay thái nè, từ cái mí này nè, từ từ cái chỗ này nè nha. Trời ơi, nó chạy kìa. Đây từ cái chỗ này nó đi tới hết cái mí, nó tầm khoảng chưa tới một phân nha anh em, tầm khoảng mấy ly à, có cái độ này nè. Đó cái độ này tầm khoảng mấy ly à. Còn của em pha nè, từ cái mí này cứ ra tới đây nó hơn một phân lận. Anh em để ý nha, anh em để ý chỗ này mà chỉ cái duy nhất cái bửng bên phải anh em mới phân biệt được nha, còn cái bửng bên trái thì gian nhau à, nó không có khác. Anh em cứ việc nhìn vào đây cái bửng bên phải thì anh em lụm thôi. Đó tại bửng cái bên trái này nó cũng dày vậy nè, nó dày vậy. Rồi ok, đó là giúp anh em.